Mến chào anh em trở lại kênh mình. Hôm nay mình làm một cái video rất là nhiều anh em là đã hỏi mình, đó chính là vào thời điểm này, giờ thì mưa đầu mùa nên ếch nái rất là dễ bị hiện tượng sổ trứng. Thì mình phân tích những nguyên nhân như thế nào, và thực sự mình cũng thông báo cho anh em là những anh em nào đã và đang có ếch nái ha, vào thời điểm nắng nóng này, bây giờ nó đang chuẩn bị vào những cơn mưa đầu vụ á, thì đang vào lúc thời tiết oi bức mà gặp một hai cơn mưa á, gặp mưa xuống là con ếch mắc mình là nó sẽ sổ trứng liền, tơ cũng sổ mà già cũng sổ nữa. Thì để khắc phục cái hiện tượng đó thì thứ nhất, một là về cái chuồng trại của anh em nha. Chuồng trại của anh em là mấy anh em phải đảm bảo là nó làm sao để không được cái lượng nước mưa nó lọt vào, đó là điều thứ nhất. Thứ hai là trong quá trình chúng ta cho ếch á, thì rất là nhiều bà con có thói quen là chăm sóc cho vệ sinh chuồng trại ăn buổi sáng á, thì việc phiên bà con nha. Thì buổi sáng bà con thay nước chuồng ếch bình thường, nhưng một buổi chiều bà con cũng phải tiến hành vệ sinh chuồng trại, và bà con sẽ đổi cái cửa ăn. Nếu mà bà con nào đang ăn buổi chiều thì bà con cứ duy trì, còn nếu mà bà con nào đã và đang ăn vào buổi sáng á ha, thì bà con nên đổi lại nha, bà con nên đổi lại cho con ếch của chúng ta ăn cửa chiều nha. Như thế nó sẽ mang lại hiệu quả rất là cao. Sáng giờ việc rất là nhiều anh em trên mạng điện hỏi, và cũng rất là nhiều trường hợp khách hàng mình ở đây phát sinh nha, mà không gặp mấy cây mưa rồi sổ trứng quá nhiều trứng nha, và những trứng đó hoàn chúng ta hoàn toàn là không ấp được nha. Đó chính là những cái chia sẻ của việc đó. Thì bà con nào mà thấy có trong quá trình chăn nuôi có những cái gì mà thắc mắc thì có gì cứ liên hệ việc sẽ cố gắng hỗ trợ bà con bằng những video ngắn như thế này nha. Nếu mà thấy video việc hay vô ích thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp việc nha.